Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, hầu hết các cơ quan truyền thông tại Úc ngày hôm nay đều đang theo dõi và chờ đợi quyết định gia tăng lãi suất của ngân hàng trữ kim RBA. Dù tăng ít hay nhiều, thì quyết định của RBA ngày hôm nay sẽ vẫn tạo thêm gánh nặng lên đời sống đắt đỏ của cư dân. Do vậy mà cư dân đang yêu cầu chính phủ phải có biện pháp hỗ trợ nhiều hơn. Trong khi đó, Úc Châu đã thực hiện một bước quan trọng đối với lệnh cấm hoàn toàn đầu tiên trên thế giới đối với các sản phẩm đá xây dựng nhân tạo nhằm đối phó với tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi silic ngày càng tăng từ các sản phẩm silica cắt khô thường được sử dụng trong nhà bếp và phòng tắm. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin về đời sống đắt đỏ, kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn. Theo dữ liệu mới, cứ 10 người Úc thì có 4 người đang gặp khó khăn về tài chính, tức là tương đương 40%, và đây cũng là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, theo báo cáo về khó khăn tài chính của ngân hàng NAB. NAB cho biết, báo cáo này đã tiết lộ một sự thay đổi trong tài chính cá nhân, với 1/4 người Úc nói rằng họ ngày càng lo lắng về việc kiếm đủ sống và 21% xác định tiền là nguyên nhân gây căng thẳng đáng kể. Mặc dù lãi suất gia tăng khiến các chủ sở hữu nhà phải trả góp nợ nhiều hơn, nhưng việc đáp ứng các khoản trả nợ thế chấp nhà không phải là nguyên nhân cao nhất, gây ra tỷ lệ căng thẳng tài chính. Cụ thể thì trong số 20 người được hỏi, thì có một người gặp khó khăn trong việc đáp ứng các khoản thanh toán nợ thế chấp hàng tháng. So với thống kê cứ 5 người thì có một người đã không thể thanh toán hóa đơn trong 3 tháng qua, đặc biệt là hóa đơn tiền điện. Cũng theo NAB, 21% không có đủ tiền cho trường hợp khẩn cấp và 16% không đủ tiền mua thực phẩm và những thứ thiết yếu. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang tấn công khu vực nông thôn và khu vực tỉnh thì gặp khó khăn hơn so với các thành phố thủ đô và khó khăn tài chính phổ biến hơn ở những người từ 18 đến 29 tuổi và từ 30 đến 49 tuổi so với các nhóm tuổi lớn hơn. Kế đến là về những thay đổi lớn sắp tới với bưu điện Úc Châu Australia Post. Australia Post đang lên kế hoạch đại tu hoạt động lớn nhất trong hơn 210 năm qua. Cụ thể là giá tem sẽ gia tăng, nhưng tần suất giao thư sẽ giảm hạ. Chính phủ liên bang đã chia sẻ một tài liệu thảo luận về mô hình kinh doanh của Australia Post và tính bền vững tài chính của nó. Qua đó cảnh báo rằng việc gửi thư hàng ngày không còn khả thi về mặt tài chính. Việc này cho thấy Australia Post đã phải chịu khoản lỗ kỷ lục trước thuế là 189,7 triệu đô la đối với dịch vụ chuyển phát thư của mình. Ngoài ra, Australia Post cũng dự kiến sẽ báo cáo khoản lỗ toàn bộ năm tài chính đầu tiên vào tháng 6, lần đầu tiên sau 8 năm. Trong khi Australia Post đã chuyển hơn 500 triệu bưu kiện trong năm tài chính vừa qua, thì việc chuyển phát thư đã giảm sụt nhanh chóng. Việc chuyển phát thư đạt đỉnh điểm vào năm 2007 và 2008, với trung bình mỗi gia đình ở Úc nhận được 8,5 lá thư mỗi tuần.
Bây giờ, trung bình chỉ là 2,4 bức thư mỗi tuần. Chính phủ liên bang dự kiến mức trung bình sẽ giảm một nửa trong vòng 5 năm tới và giảm xuống chỉ còn một lá thư mỗi tuần trong vòng 10 năm. Bên cạnh đó, tài liệu thảo luận cũng cho thấy, trong khi việc sử dụng dịch vụ bưu chính truyền thống giảm, người Úc đang ngày càng tin tưởng vào các dịch vụ chuyển phát bưu kiện trên toàn quốc của Australia Post, hoạt động trong một thị trường cạnh tranh cao. Để theo kịp thị trường chuyển phát bưu kiện đang thay đổi, bài báo đề xuất giảm chi phí vận hành trong việc cung cấp các dịch vụ thư tín được quy định, đồng thời giải phóng các nguồn lực xử lý và chuyển phát để hỗ trợ chuyển phát bưu kiện. Australia Post hiện đang điều hành hơn 4.300 văn kiện trên khắp nước Úc, bao gồm khoảng 3.500 do các doanh nghiệp nhỏ được cấp phép điều hành và tuyển dụng hơn 60.000 người. Bộ trưởng Tài chính Cathy Gallagher cho biết, cuộc đánh giá sẽ xem các địa điểm của Australia Post trên toàn quốc có thể tồn tại như thế nào trong tương lai. An toàn đời sống ban hành lệnh cấm đối với mặt bàn bằng đá silica sau báo cáo về bệnh phổi chết người. Úc Châu đã thực hiện một bước quan trọng đối với lệnh cấm hoàn toàn đầu tiên trên thế giới đối với các sản phẩm đá nhân tạo nhằm đối phó với tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi silic ngày càng tăng từ các sản phẩm silica cắt khô, thường được sử dụng trong nhà bếp và nhà tắm. Quyết định nói trên dự phóng là sẽ được các bộ trưởng an toàn và sức khỏe lao động của tất cả các tiểu bang và lãnh thổ thông qua vào ngày hôm nay thứ Ba, 7 tháng 3, để cơ quan an toàn làm việc, tức là Safe Work Australia, chuẩn bị kế hoạch chi tiết về việc cấm sản xuất các sản phẩm này. Và có thể là lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm nay 2023, tức là sớm hơn 6 tháng, sau khi một cảnh báo của Hiệp hội Xây dựng Hùng Mạnh vào tháng 11 năm 2022 rằng họ sẽ cấm sử dụng, sản xuất và nhập khẩu đá nhân tạo trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 nếu chính phủ không thực hiện. Trước đó, các cơ quan quản lý an toàn ở Anh, Mỹ và Canada đã cảnh cáo rằng silica kết tinh có thể hô hấp là nguyên nhân gây ra bệnh bụi phổi silic. Một bệnh phổi nghiêm trọng và không thể đảo ngược có thể gây ra thương tật vĩnh viễn và tử vong sớm. Tuy nhiên, Úc Châu sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản phẩm này. Trong khi đó, thì New Zealand cho biết họ có thể làm theo. Nhắc lại là vào đầu tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ của ông sẽ phản hồi nhanh nhất có thể trước những lời kêu gọi cấm sử dụng đá nhân tạo silica vì có nguy cơ trở thành amiang mới. Một ước tính từ Viện Đại học Curtin ở Tây Úc cho thấy số ca mắc bệnh bụi phổi silic vào khoảng từ 80.000 đến 100.000 người, với khoảng 600.000 công nhân tiếp xúc với loại bụi có khả năng gây chết người này mỗi năm. Lĩnh vực năng lượng, điện mặt trời sẽ sớm trở thành nguồn điện năng lớn nhất tại Úc. Theo một báo cáo mới, các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà sẽ sớm trở thành máy phát điện lớn nhất của Úc. Một phân tích mới về cơ quan đăng ký của Cơ quan Quản lý Năng lượng Sạch đã tiết lộ thị trường năng lượng mặt trời của Úc đã vượt qua công suất 20 GW từ hơn 3,4 triệu hệ thống solar tại các hộ gia đình và doanh nghiệp. Báo cáo cũng cho thấy năng lượng mặt trời trên mái nhà sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn các nhà máy nhiệt điện than khác sau khi nhà máy điện Lidl ở New South Wales đóng cửa vào tháng 4 năm ngoái. Giám đốc điều hành của Sunwiz, ông Warwick Johnston, công ty thực hiện phân tích cho biết ngành công nghiệp năng lượng mặt trời trên mái nhà đã bùng nổ trong những năm gần đây. Theo lời ông Johnston, thì các mái nhà ở Úc hiện có hơn 20 GW điện mặt trời và đây là một số tiền khổng lồ đã được thực hiện nhờ hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp Úc đã nhận được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đang phát triển mạnh của Úc. Cũng theo lời ông Johnston, thì các hệ thống năng lượng mặt trời của Úc có giá cả phải chăng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Vì vậy mà nước Úc đang dẫn đầu thế giới về mức tiêu thụ năng lượng mặt trời bình quân đầu người. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy các khu nhà ở New South Wales đã lắp đặt hầu hết các hệ thống năng lượng mặt trời mới, bổ sung gần 100 MW sản lượng mỗi tháng, trong khi các ngôi nhà ở tại tiểu bang Nam Úc lại có mức tiêu thụ lớn nhất, với 45% số nhà được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời. Trên toàn quốc, gần 1/3 số nhà có các tấm pin mặt trời trên mái nhà của họ. Báo cáo này trùng khớp với số liệu mới từ chính phủ liên bang, cho thấy lượng khí thải nhà kính CO2 đã giảm 21% so với mức tháng 6 năm 2005, là mức cơ bản cho các mục tiêu của thỏa thuận Paris 2015 của Úc Châu.
Tuy vậy, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu Chris Bowen cho biết vẫn hãy còn một chặng đường dài phía trước để tiếp tục giảm lượng khí thải. Ông Bowen nói rằng những gì chúng ta làm từ nay đến năm 2030 là rất quan trọng. Còn 82 tháng nữa mới đến năm 2030 và nước Úc có vị trí thuận lợi để đạt được các mục tiêu về khí hậu nếu tất cả chúng ta cùng hợp tác hướng tới một mục tiêu chung. Trung Quốc mất hơn 40 triệu người lao động trong 3 năm. Theo chính phủ Trung Quốc, số lượng lao động có việc làm tại nước này đã giảm 41 triệu người trong 3 năm qua do tác động của đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng già hóa dân số. Số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố hồi tuần qua cho thấy số người lao động có việc làm của nước này trong năm 2022 đã giảm xuống còn 733,5 triệu người so với mức 774,7 triệu người vào năm 2019. Theo hãng tin Bloomberg, dữ liệu của chính phủ Trung Quốc đã phản ánh tình trạng tăng nhanh chóng số người nghỉ hưu tại quốc gia này trong những năm qua. Xu hướng này sẽ có thể khiến Trung Quốc cân nhắc nâng độ cao tuổi nghỉ hưu. Theo các chuyên gia, thì sự sụt giảm số lao động có việc làm ở Trung Quốc xuất phát từ những yếu tố bao gồm tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ gia tăng trong đại dịch COVID-19, cũng như xu hướng giảm số người trong độ tuổi lao động. Số người trong độ tuổi từ 16 đến 59 của Trung Quốc đã giảm dần kể từ năm 2012. Trong 3 năm qua, số người trong nhóm tuổi này đã giảm khoảng 38 triệu người, xuống còn 857,6 triệu người, mức sụt giảm lớn hơn nhiều so với những giai đoạn trước. Theo chuyên gia về kinh tế lao động Lu Feng tại Đại học Bắc Kinh, sự thay đổi trong cơ cấu dân số là nhân tố chủ đạo, dẫn tới tình trạng giảm số người lao động có việc làm trong năm 2022, trong bối cảnh ngày càng nhiều người lao động tiến tới mốc 60 tuổi, độ tuổi nghỉ hưu thường thấy tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng dự báo số người lao động có việc làm tại Trung Quốc sẽ tăng trở lại trong năm nay khi nước này gỡ bỏ các biện pháp cách ly phòng dịch và phục hồi nền kinh tế. Ông Larry Hu, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại tập đoàn tài chính Macquarie Securities, cho biết số lao động có việc làm tại Trung Quốc sẽ tăng trở lại khi ngày càng nhiều người quay trở lại làm việc sau đại dịch. Cựu Tổng thống Donald Trump cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ. Phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở bang Maryland cuối tuần qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ ngừng lãng phí tiền đóng thuế của người dân Mỹ vào các cuộc chiến ở nước ngoài nếu đắc cử Tổng thống. Trong bài phát biểu dài gần 2 tiếng đồng hồ tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ thường niên, tổ chức ở khu nghỉ dưỡng quốc gia Gaylord thuộc bang Maryland, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, ông là Tổng thống duy nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ không phát động chiến tranh, đồng thời tuyên bố nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ giải quyết được cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Trump nói, trước khi đến phòng bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và không mất quá một ngày. Cựu Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo thế giới sẽ sớm lao vào thế chiến thứ ba, trừ khi có điều gì đó không xảy ra nhanh chóng. Trong nỗ lực tranh cử Tổng thống năm 2024, thời gian gần đây, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Mỹ đi đầu trong đàm phán giải quyết hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích cách xử lý của chính quyền Tổng thống Biden. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.